she's doing. How it all turns. Sometimes I think that it's better to never ask why. Hey, come on, hi, xin chào tất cả em đã quay trở lại với kênh YouTube của Giàn Nói Chỉ Quan nha. Rồi, hôm nay thì mình tiếp tục chơi gian đi rừng nha. Và không đánh ở ạc chính mình mà đánh ở ạc bạn mình nha mọi người. Đó thì mình đang cày ranh cho ạc bạn mình nha. Đó, đây là tiểu thể hôm nay quay clip ở ạc này luôn. Đó, và đối đầu hôm nay với mình đó chính là vị tướng Skirt nha mọi người. Đấy, như để ý vừa nãy là Mina qua kéo bùa thì đã thấy Skirt farm bên bùa xanh nha. Rồi, nói chung để xem trận đấu này nó sẽ xử lý như thế nào khi đối đầu với gặp Skirt nha. Nói chung là anh em đi rừng thì cũng không có gì khó khăn đâu. Cứ làm như clip thôi là ok, đi rừng auto giỏi luôn. Hôm nay nó tôi bốc phét thôi chứ tôi đi rừng cũng bình thường thôi chứ không phải là dạng bờ rồ lắm đâu. Đó, tôi đọc map còn khéo lắm mấy ông ơi. Rồi, bây giờ thì nói chung là rồi nhá, tới nhà chém con này này. Thôi, nói chung là cứ cấu cờ máu nó đi. Đó, còn việc còn lại của mình là mình phải đi farm bùa đỏ nhé mọi người. Đấy, nói chung mình được xin được lính của mid rồi thì mình chỉ cần một con bùa đỏ thôi, mình sẽ lên cấp 4 nha. Thì lúc đó mình sẽ đi gank sẽ tốt hơn nhé mọi người. Ok, nói chung là gank nhanh hơn đấy. Nhưng mà khả năng cao là thằng Scoot nó ở trên rồi. Rồi, nên là Murat đánh cẩn thận nha. Đấy, nói chung là anh em đi rừng, anh em đọc map tốt thì anh em sẽ đi rừng tốt thôi. Và đặc biệt là anh em quản lý mục tiêu tốt nữa. Đó, nói chung là gank hợp lý nữa. Rồi, nói chung là ai đi cái đó thì ok rồi. Đấy, còn mọi người muốn giỏi thì mọi người phải xem thi đấu á, xem người ta đánh giải chuyên nghiệp á, thì lúc đó mọi người xem đi rừng á thì mọi người sẽ lên cao trình độ hơn. Đó, còn mình thì cũng chưa có hay lắm đâu, nên là mình biết được cái gì sơ sơ thì mình nói cho anh em biết thôi. Rồi, còn bây giờ thì vô ăn con rồng nhé mọi người. Đấy, đường trên top hơi ẩu, lại lên cao, chắc mình cao sao quá mà bị Skirt nó gank cái chết luôn. Rồi, ok, qua lấy mạng con giòn này mọi người. Chắc chắn là mình sẽ lấy lại con giòn nhé. Rồi, hồi chiêu này, rồi bổ lại chém này. Ui, không kịp lướt thêm phát nữa để lấy được mạng. Ừ, hay quá AD ơi. Rồi, AD ăn được mạng của FB rồi, nhưng mà AD ơi, đi đường kia đi chứ, sao đi đường này, tí chết giờ, lui ngay. Rồi ôi, Skirt nó qua nó cướp rừng tôi kìa. Hay quá, Liliana ơi, đánh đi. Thật nhá, kìa cái gì đấy, cái gì mà công viên tài chính ngân hàng rồi đấy. Trời ơi, tôi có làm gì đâu mà mấy ông phụ ngân hàng thì nhắn tin cho tôi này. Rồi, rồi, ui, ui, Murat lại chết rồi, Murat không kịp đủ đam kìa. Rồi, hay, ý, dính quả cầu ấy, ui, dính quả cầu không chết kìa. Trời, chắc thằng top nó còn có chấm máu ấy mọi người. Nhưng mà thôi kệ đi, vấn đề bây giờ là mình chưa ăn được con rồng nữa. Đó, mà trong khi tên bạn ăn được con tờ hằn rồi. Còn bây giờ thì để mình farm luôn nhé mọi người. Đấy, bây giờ là nó mọi người biết cái bí mật đầu trận tôi nói là gì rồi đúng không? Nhưng mà cái này tôi phải chửi nhé mọi người. Nó kiểu thằng nó bị điên đấy mọi người ơi, nó tố cáo tôi trong khi tôi kéo chửi gì nó mà nó vẫn tố cáo tôi, ảo thật đấy. Rồi nhưng mà thôi kể đi, bị cấm chat là cấm chat đó. Còn bây giờ là trận đấu này là chính đúng không? Còn bây giờ là tôi thấy hai thằng này ở đây rồi, khả năng cao là tôi sẽ giết được nó nhé mọi người. Đội kìa, lộ bà sai rồi, nhưng mà không sao, giết thằng này nhé mọi người. Rồi, nè, đơn tì nè, chém nè, rồi chạy đi đâu, chạy đâu. Ui, hay em anh ơi, hay em anh ơi. Rồi, ok, nói chung là lượm nhẹ cái mạng của AD, lượm nhẹ cái mạng của con AD nó là ngon rồi. Đó, trận này gặp John nên là cố gắng ép thật nhiều đó mọi người. Đó, cố gắng ép thằng John không cho nó farm. Rồi, còn vấn đề là bây giờ là ăn con rồng nhé mọi người. Đầu game giờ là bị thọt con rồng rồi. Đấy, đó, chém này, xin nhẹ nó, aha, rồi xong, bye bye. Rồi xong bay vào, ôi xong chết luôn cả hai rồi. Rồi tôi sẽ giết thằng tôi lẽ, rồi bỏ nhá mọi người. Đó, rồi tem mình giết Scoot đi. Rồi, à đây, mày đi ẩu rồi nhá con trai. Mày đi ẩu rồi nhá, chém hai, chạy đi đâu, tao để sẵn chiêu lướt cho mày rồi. Ui, chừng gì vẫn chết. Rồi, tôi hồi sinh ở đây, trận đấu này có vẻ tôi khá là xanh. Đang 4-2 rồi. Rồi xong Gidu kìa, lui nhẹ đi nhá. Đừng có để nó ẩu trưởng nó chết luôn thằng FB mình giờ. Rồi. Ui, trận này Gidu trưởng hay thế mọi người, thấy trưởng choáng trúng rồi, xong chết loa đây. Ui, ông FB ông lên làm chi vậy, về đi, ham thế. Trời ơi, lệ luôn. Ở kìa, ai chơi thế, trời ơi, chơi kỳ vậy.
Trời ơi, chơi một cái con bùa của mình quá đáng thật chứ. Thôi nó chết mà không dám chuyển ông nhà đâu mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên phản canh lại thằng top nha mọi người. Phụ top mình thôi, nãy giờ mình bỏ rơi top hơi nhiều rồi. Rồi, ok, ui. Vẫn bị trụ, vẫn bị lính, trụ vẫn chết kìa. Trời ơi, tiếc thế. Ui, thế mà tưởng cứu được Murat chứ. Rồi, không nhưng sao, có chung là vẫn ăn lại được mạng của Vedet rồi. Đó, còn Lilina chạy đi nha mọi người. Rồi, bây giờ thì farm lại lính rồi, đi về ăn con tờ hần mọi người. Khả năng mình sẽ ăn con tờ hần, còn Scoot nó sẽ dọn lính nhá. Đây, ok, bây giờ thì từ từ nha, tem đông dưới quá, từ bỏ qua tờ hần đi mọi người ơi. Đây nhá, bây giờ phải cố gắng đợi tem nó lên cao. Và một chép, ui, đầu sách lại trưởng chúng nữa. Ơ kìa, mình có ấn gì đâu mà cấp hiện không? Ai vậy? Ơ kìa, ấn gì? Mãi nồi. Rồi, nhưng mà cay thế nhờ ấy, mọi người thấy thằng Gidu trưởng hay chưa? Tôi vừa mới ló mặt cái là bị... Ơ kìa, tôi vừa mới ló mặt cái là nó bị nó ăn ngay cái trưởng mặt. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì... Ui, thằng Gion nó truyền thuyết rồi. Trời ơi, em ơi, đừng phít cho thằng Gion nữa. Khổ thân tôi quá mà vẫn âm thầm gánh tim thế này mà tem cứ liên tục phít thế này. Trời ơi, tôi ăn 5 mạng mà tem nằm xuống 11 mạng, trong đó có 2 mạng nằm xuống của tôi rồi. Rồi, nhưng mong sao tôi gánh team được, trận này mấy ông phải tin tôi. Đó, nên là mấy ông biết làm cách nào để ủng hộ tôi thắng không? À, ủng hộ tôi gánh được trận này không? Đó chính là like video cho tôi, nhớ like video nhé. Ê, đừng có cướp đi nha. Cướp nữa là bậy đấy. Nãy cướp một lần không nói rồi, lần thứ hai là chết với tôi đấy. Rồi, bắt luôn con tờ hầm rồi mọi người ơi. Rồi, Murat đuôi nhá, tem nó ở trên khá nhiều đấy. Ui, Murat ơi, Murat ơi, Murat ơi, chạy đi đâu đây, lướt của gì đấy. Trời ơi, ông Murat ông này, ông này, ông đánh là mà... Ui, tem lên nhá. Ui, ông Murat ơi, trời, xong ông Murat làm chết tiếp này, trời ơi, biết ngay mà, vãi nổi thật, trời ơi, tem ơi. Báo quá nha, báo vậy, bố anh chơi được, trời ạ. Thôi, mà thôi kệ Murat đi. Đó, không vấn đề là bây giờ thì tôi sẽ bắt lẻ thằng này nhé mọi người. Nhưng mà thôi đi, ăn con rồng đi. Rồi, bây giờ thì ông Ade ơi, ông về đi. Ade về. Tem nó 4 thằng ở trên đường trên kìa. Trời ơi, khổ thật chứ. Rồi, bây giờ thì chạy lên đép nhá. Đấy, ông top này ông đánh chán sự luôn. Đánh cứ để chết hoài này, không 4 rồi. Ui, tem nó đột, tem nó dồn, tem đập kìa. Trời, chạy nha, đừng có quay lại gì hết nha. 4 thằng đấy, 4 thằng chứ không phải 2 thằng đâu mà ngồi ra ha, một mình cân 4 đấy. Rồi, còn vấn đề là tí nữa tôi mày chạy đâu, rồi. Xong hay quá Mina ơi, rồi mày chạy đâu. Ui, trời ơi, sao mày tốt biến được không để tao ăn mạng sắt đao. Trời ơi, tại sao mày tốt biến hả? Thằng nào mày cũng chết mà, tại sao mày tốt biến. Rồi, ok, kệ đi, bây giờ tôi sẽ về tôi ăn con blue nhé mọi người. Nó ăn được thằng AD là lời rồi. Còn bây giờ tôi phải về tôi farm vào chính mình nhé mọi người. Trận này một mình là trận này tôi đang gánh team đấy, mà tôi bây giờ mà còn không để farm vàng triệt để nữa là coi như là khỏi gánh team luôn. Đấy, trời mọi, nó cấm chắc. Oai, cay ghê, thằng chó kia tự nhiên cấm chắc mình. Bách rồi, thật mình có chửi nó đâu mà. Khổ thân tôi ghê á. Rồi, anh em thấy tôi bình luận hiền thế này mà ai đi chửi đúng không? Rồi, xin nhẹo đó. Ôi, chừng chị. Huy, tôi lướt chừng chị mà tôi lướt không được. Rồi, ok. Còn bây giờ để tôi giết thằng này cho. Nè, lướt né nè. Rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Xin nhẹ cái mạng nha. Rồi, bây giờ thì thằng Gion. Ấy, không bắt được. Ấy, trời ơi, không bắt được. Ấy, trời ơi, thế bổ thế không ăn được mạng Gion. Xếp là được triple kill rồi. Bắt nồi lướt thế, tôi thấy rõ ràng tôi thấy cái cục lướt kia nó qua tường rồi. Thế mà không ăn không được qua tường. Bắt nồi thật. Rồi, bổ này. Bây giờ thì tranh thủ qua lượng mấy ông quái rừng bên tem nó nhá mọi người. Đấy, 7-2 rồi. Trận này tôi đa là một người gánh team. Nên là bây giờ mà tôi mà chết một phát là thôi, ối rồi tem rồi đấy. Nên là bây giờ tôi phải giữ mạng nhá mọi người. Cố gắng giữ mạng đến cuối trận luôn. Đó, giờ đánh cẩn thận thôi. Rồi, bây giờ thì từ từ nhá. Để tôi xem coi. Lại hiện cấm chắc. Trời, cày thiêng biết. Cấm hoài. Mình cũng chẳng có gì đâu mà vẫn hiện cấm chắc. Rồi, bây giờ thì lượm lẹ con blue mà từ từ nha. Kéo có thằng bước sang đây không? À, đây, chạy động, đây, né nhẹ có chiều scoot này, bổ này. Rồi, ulti này, né nhá mọi người, không có cần ba ở trong đất đâu. Rồi, đây, rồi, hay quá. Mina quả xích, hơi bị đẹp luôn. Rồi, Mina xích bộc phát AD được tầm bắn liền. Rồi, bây giờ thì, chủ bắn tôi rồi. Rồi, bây giờ tôi qua tôi lượm blue nhá mọi người. Xin, rồi cho mít đi mọi người, tôi về ăn blue nhà nhá, đằng nào cũng hết máu rồi.
Đó, đi về thôi. Bây giờ đi về lượm blue. Và từ từ nào, để tôi xem nào. Lượm blue xong rồi à, từ từ nhá, đẩy được một trụ mega luôn nhá mọi người, item nó sắp ra đấy. Đừng thiếu, thiếu tôi là không đánh nhau được đâu, nên là đừng có sung quá nhá. Ui, Murak. Ồ, hay đấy, Murak phá nó, ulti ổn áp đấy. Rồi, bây giờ thì tôi, nhiệm vụ của tôi là tranh thủ là farm lẻ con bùa và đẩy lính đường trên cao lên nhá mọi người. Đó, ăn lực lợi thế là mọi người phải đẩy lính cao lên cho tôi. Nói chung là muốn ép tên bạn dễ là chỉ có cách là đẩy lính ba đường một lúc thì mới ép dễ thôi. Đó, chứ mọi người chỉ đợi một lính đường lính lên á thì tỷ lệ ép nó khá là khó nhá, bởi vì tên bạn con giòn thủ khá là chắc nhá. Nên bắt buộc phải đẩy ba đường lên nhá. Còn bây giờ thì đây, để tôi lượm nhẹ con red để tôi chạy nhá mọi người. Chạy thôi, xin nhẹ con red nha. Bye bye. Rồi, em lui nhá, lui đi. Khả năng cao là từ, để tôi nấp đây nha, xem có thằng nào qua đây không nha. Rồi, kìa, đi đu ở mid kìa. Nào, thằng nào bước qua đây coi. Ui. Khả năng đường mid nổ đao tranh mọi người ơi. Từ nhá, tôi nấp đây canh thủ bắt con giòn này. Đây. Rồi. Ok, đánh nhau rồi, bắt con giòn, chém, lướt, này, lướt. Ui, lướt không biết rồi, nhưng mà không sao được gì đó. Ui, thôi lại bị đẩy nữa. Rồi, bổ, ui, nè, hên quá, vẫn ăn thằng giòn. Rồi, xong, hên quá, đủ lên thật luôn. Chém, chạy nhá mọi người, này, bổ hồi máu này. Huyền thế kịp hồi máu phát. Rồi, đây bắt thằng Tulen nha mọi người, quay lại bắt Tulen này, bổ này, xử lý tĩnh này, rồi chém này, lướt, ê, lướt, rồi ulti hồi này, chém này, bổ này, ui, rồi xong, Grand Hot Demon cần 4, trời ơi, một pha xử lý khá là nghệ, trời ơi, pha này anh em không like tôi nữa, bảo gì nữa, đấy, like tôi nha, pha này chính thực là tôi cần 4 con gì, trời ơi, xử lý gian quá đỉnh cao, trời ơi, thấy chưa, đúng kiểu trận này tôi một mình nó gánh team luôn đấy, thêm tôi chết hết luôn, trời ơi, khổ quá mà. Rồi, trận đấu này mà không win để đăng cho anh em xem nữa thì ố rồi luôn đấy, hơi bị tiếc đấy nha. Còn bây giờ thì tôi vô tôi lượng con tàu thần nhé mọi người. Đó. Đấy, vấn đề là bây giờ đam tôi khá là to nên tí là tôi sẽ tranh thủ tôi kiếm cái lùm. Đó, mọi người thấy cái lùm màu đỏ không, màu đỏ sắp hồi thấy không. Đó, bây giờ tôi sẽ qua cái lùm mà tôi lúc nhé mọi người. Đây. Hay, nhưng mà dọn được lính hiện đã mọi người. Dọn, cố gắng dọn đi. Bây giờ nâng được cái nanh nữa là tuyệt vời luôn. Còn một xíu vàng thôi, nâng được cái nanh rồi. 1.900 vàng rồi, đấy, ok. Chính thức full đồ nhá. Còn bây giờ tôi sẽ qua cái bụi này tôi nấp nha mọi người. Khả năng thì em nó sẽ qua bên này. Tôi sẽ nấp ở đây nhá mọi người. Rồi, ôi, ông Murak ơi. Alo, bình tem ơi, từ nhá. Từ từ, bình tĩnh chưa đâu. Tôi đợi ngài, ui, rồi, chém này, lướt này, chiêu 2 này. Đấy, bố này, bột này, ulti này, chém này. Lướt này, chém này, ôi kìa. Trời ơi, ông ở đây, ông ném ulti, ông ăn mất mạng của mình rồi. Rồi, bố này chém này. Ôi, cân 5 của tôi mà. Tại sao không cho tôi cái mega. Trời ơi, tên bạn ngờ luôn. Trời ơi, tôi đang cân 5 mà. Mấy ông ca hết mạng hết của tôi. Trời ơi, tem ơi. Thôi, nhưng mà không sao. Anh em nếu thấy trận này tôi đánh hay thì nhớ tôi xin một lượt đăng ký một, cũng như một lượt like video ủng hộ kênh tôi nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip đến đây nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Ok, bye bye anh em. Hẹn anh em một clip sau nha. Bye bye.